Wi-Fi nhà bạn quá kém, có thể là người khác đang xài Wi-Fi nhà bạn á, để mình chỉ bạn cách đổi bát. Các bạn vào phần cài đặt, chọn Wi-Fi, sau đó chọn ở tên thiết bị Wi-Fi mà bạn đang dùng, có cái dấu chấm than này nhấp vô cho mình nha. Rồi tìm giúp mình bộ định tuyến. Ở đây, ở bên cạnh bộ định tuyến là sẽ có một cái dãy mã, các bạn copy cái dãy mã đó nha. Sao chép. Rồi mình ra Safari hoặc là Google gì đó mình bát vào. Đây. Dán nó vô rồi tìm. Đó, ở đây thì mình bấm đăng nhập. Ở đây nó sẽ hiện ra cái tài khoản cũng như là cái mật mã, thì các bạn chỉ cần nhìn vào cái modem wifi mà nhà bạn phát cho mình á, rồi sau đó mình có thể đổi bát ngay ở trên này nha, rất là tiện lợi luôn.